Rồi, xin chào các bạn, xin chào quý vị và các bạn. Nay đi chơi ở bên chỗ này là đường Điện Biên Phủ. Bây giờ mình sẽ đi dần ra đằng Đội Cấn, phố Đội Cấn Hà Nội. Đấy, cái này nó bay cứ phấp phới này. Sắp đến Tết rồi, đường phố bắt đầu trang trí hoa rồi đây này. Hoa đào, hoa mai. Đây chỉ có hoa đào thôi. Mấy bác kia là bị công an dừng xe. Chỗ này là gần cột cờ Hà Nội. Bên trái là công viên Lenin. Vườn hoa Lenin. Tượng đài Lenin. Ở Hà Nội chỉ có đi vào mấy cái khu phố này thì nhiều cây thôi nhỉ. Ra mấy cái phố kia nó chẳng có cây mấy. Hoàng Diệu này có khi cây to nhất đấy nhỉ. Nhất không? Hoàng Diệu trước mặt đây này. Cắt ngang này. Đây là đang là đường Điện Biên Phủ. Đèn đỏ. Chênh chách, chênh chách. Rẽ sang bên trái. Đấy, phố này nhìn cây mát chưa? Mùa hè đi đây mới mát này. Mùa hè mà đi vào khu này thì khỏi phải bàn. Mát lịm. Chỗ này là đến nhà khách chính phủ à? Lê Hồng Phong. Phố Lê Hồng Phong, Hà Nội. Cái ngã tư này chả hiểu người ta để đèn đỏ làm cái gì. Một đằng kia thì chặn mất rồi. Đằng bên phải này chặn mất rồi, để nó quái. Ở đây chắc nhiều người đến vào lăng hay sao, xe lắm thế.
taxi đỗ đây. Phố Đội Cấn Hà Nội, sắp sửa rẽ vào phố Đội Cấn Hà Nội. Rẽ qua Ngọc Hà đi cho nó thoáng vậy. Đi ở trong phố Đội Cấn cho nó chật chội lắm. Ra Ngọc Hà đi. Đấy, thấy không? Thì rẽ ra Ngọc Hà này, thoáng, đường nó rộng. Đi ở trong phố Đội Cấn ấy, đường nó hai chiều. Chết mệt. Ở đây có trường Đại học Kinh Bắc này, bây giờ mới biết nhé. Không để ý. Trường Đại học Kinh Bắc. Nghe cái tên đại học mà thấy không quen. Sau này như kiểu cái đình ấy nhỉ, đúng đình làng không hả, chắc là đình, đây là đình làng Ngọc Hà ấy nào. Đấy, đình ấy. Ở nội thành này nói chung là giữ được những các cái di tích mà diện tích nó rộng rộng đấy là cũng khó ấy. Đình làng vẫn còn giữ được này. Lên đường Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám này thì chuyên về các loại sinh vật cảnh. Cuối phố bán toàn sinh vật cảnh. Cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh, đồ gỗ. Trên đồ sinh vật cảnh. Ô tô mà đi vào đây ngại phết nhỉ, tắc đường. Chỗ này bệnh viện thì thế nào nhỉ?
đây có phải bệnh viện phổi không? À đâu, đây là công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Hà Nội. Bệnh viện phổi là phải đi lên cách 500 mét nữa. Chuyên chữa các bệnh về phổi. Đông ô tô thế nhỉ? Đông quá. Đông. Đi đến cái chỗ cầu này là mình đi hết cái cầu này là sẽ có lối rẽ xuống. Một đằng là đi ra bờ hồ, một đằng là đi ra đường Văn Cao. Đây này, Thị Khuê đây này. Đấy. Ra bờ hồ Tây đấy. Rồi, mình tạm thời kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nhé. Rồi, xin cảm ơn.